À, dạ vâng ạ, đây là chiếc đẩy CLBX mã số là FP10000Q, FP series hàng mới tinh. Em thanh lý trong buổi chiều ngày hôm qua, và chủ nhân sở hữu của chiếc đẩy này đó chính là anh trai có địa chỉ tại Phú Thụy, Gia Lâm, Hà Nội thưa này các bác. Giá chiếc đẩy này hôm qua em thanh lý là 16 triệu đồng. Chiếc đẩy size 2U chạy mạch Class H, một trong những thương hiệu đẩy nổi tiếng đến từ đất nước Đức thưa này các bác. Còn chiếc đẩy này hôm qua em cũng giới thiệu thanh lý đúng không ạ? Nó không còn hộp nữa, giá 12 triệu đồng. Thì em cũng xin được giới thiệu chủ nhân, đó là anh khách hàng Võ Bảo Ngân, có địa chỉ tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thưa này các bác. Thưa các bác cùng anh em, thanh lý là mất luôn đúng không ạ? Trong lúc các bác của anh em vẫn còn đang phân vân thì các anh em khác đã chốt mất rồi. Thưa các bác của anh em, hôm nay em tiếp tục thanh lý các bác nhé. Tiếp tục thanh lý những sản phẩm còn đắt tiền hơn hai chiếc đẩy này. Thì các bác cùng xem tham khảo nếu như phù hợp. Thứ nhất là phù hợp về giá tiền này. Thứ hai là phù hợp về cái kết nối giữa những cái thiết bị của toàn thể các bác ấy. Nó phù hợp với những đôi loa của toàn thể các bác thì các bác của anh em mua nhé. Thì em sẽ giới thiệu ngay sau đây các bác nhé, để cho các bác của anh em mọi người tham khảo. Thì em muốn chia sẻ thêm với các bác của anh em như thế này. Thì như các bác đã biết, khi em giới thiệu là anh em chốt luôn, không cần phải vào phút bù giờ đâu ạ. Trong hiệp chính là anh em chốt luôn rồi. Thì với cái giá tiền như hôm qua em đã giới thiệu đúng không ạ? Con này là mới tinh là 16, con này hàng không còn hộp thì là 12. Thì cũng có một người anh em bảo là tại sao thanh lý gì mà vẫn còn 16 triệu, thanh lý gì vẫn còn 12 triệu. Thì thưa các bác của anh em, chỉ cần mọi người hiểu được về cái giá trị của sản phẩm thì mọi người sẽ mua và chốt ngay. Đấy, còn khi mọi người đã không hiểu về cái giá trị của sản phẩm thì cho dù em có tặng các bác hay là cho các bác thì các bác vẫn nghĩ là đắt và các bác cũng không dám nhận, đúng chưa? Thì các bác của anh em thân mến, như này, hàng thì đã bán rồi nhưng cứ chia sẻ để mọi người tham khảo một chút đi ạ. Một con đẩy cũ của Trung Quốc hiện tại bây giờ anh em đang bán, nó cũng chạy cái mạch giống như thế này, chả có tên tuổi gì cả, nhưng anh em vẫn giới thiệu là đẩy hàng bãi của Thụy Điển, rồi là đẩy bãi xịn sò, rồi ABCD. Thì thưa các bác, nó chỉ là mấy con đẩy cũ thôi, không tên tuổi các bác nhá, mà giá anh em mua cũng phải 12, 13, thậm chí 14, 15 triệu rồi, đúng chưa? Trong khi đó một con đẩy hàng chính hãng này, em bảo hành cho mọi người trọn đời là hàng chính hãng, không phải hàng Trung Quốc đặt tên, đúng không ạ? Và CLBX nó là thương hiệu quá nổi tiếng rồi các bác nhá, nó bán toàn thế giới luôn đó, mà em mới bán có 12 triệu đồng các bác nhá, em mới bán có 12 triệu đồng, em lại bảo hành cho mọi người một năm, ok chưa? Một chiếc đẩy chính hãng đúng không ạ, lại được bảo hành một năm, giá chỉ có 12 triệu đấy, thì mọi người biết là nó rất hợp lý rồi đúng không ạ? Còn đúng với các bác không hiểu thì cả cái cho các bác con đẩy này các bác vẫn nghĩ là đắt. Còn con này mới tinh nguyên cả hộp các bác nhé, chưa được sử dụng, nó giá 16 triệu đồng. Còn nếu như con này anh em muốn mua mới bây giờ, hàng nhập tiểu ngạch thì có lẽ phải ngoài 20 triệu các bác nhé, ngoài 20 triệu CLBX FP series đó. Và em xin phép là sẽ sang việc chính trong ngày hôm nay. Hai chiếc này đã có chủ nhân các bác nhé, cảm ơn các anh trai đã ủng hộ đúng không ạ? Anh Võ Bảo Ngân ở Mỹ Tho, Tiền Giang, anh trai có địa chỉ tại Gia Lâm, Hà Nội, là khách hàng rất quen của cửa hàng em. Em quay sang cái vấn đề ngày hôm nay, em tiếp tục thanh lý ba chiếc đẩy CLBX, hai chiếc đẩy hai kênh và một chiếc đẩy bốn kênh đúng không ạ? Hai chiếc đẩy hai kênh thì có một chiếc mới và một chiếc đã trưng bày các bác nhé. Thì các bác cùng anh em biết rồi, trong mấy ngày vừa qua em chuyển cửa hàng thì liên tục đúng không ạ, ở bên phía công ty gửi những hàng deco đúng không ạ, người ta gọi là demo đấy ạ. Nhưng trong phiên mà bản chuẩn của nó gọi là hàng deco các bạn ạ, về cho em bán thì em xin phép là cũng vào công việc luôn và báo giá luôn cho các bác của anh em mọi người tham khảo. Nếu cảm thấy phù hợp thì gọi điện mua ủng hộ em luôn các bác nhá. Đầu tiên đó là một con đẩy hai kênh các bác nhá, đẩy hai kênh màu xanh blue các bác nhá, màu xanh, mã số là DS1650 với công suất sản sinh là 1650W một kênh, lội trở 8 ohm, size 1U. Con đẩy này có thể đánh thoải mái những đôi full đôi, ví dụ như những đôi loa JBL SZX725, JBL STX825, JBL
4733, 473X. Nói chung là nó đánh những đôi full đôi hoặc những đôi súp kép thoải mái thừa công suất các bác nhá. Đánh full đôi súp kép thừa công suất. Đó. Thì em luôn xin phép chào bán chiếc đẩy này với giá là 11 triệu đồng các bác nhá. Mọi người mua chiếc đẩy này 11 triệu đồng các bác sẽ được những gì? Em giới thiệu luôn là thứ nhất là đánh rất khỏe. Thứ hai, nếu mà so với giá tiền nó chỉ bằng một con đẩy tàu thôi, một con đẩy Trung Quốc hàng mới. Các bác mua một con đẩy Trung Quốc để đánh súp kép bây giờ phải 11 triệu. Nhưng các bác mua cho em con này. Nếu đánh với loa JBL hết thuốc chữa luôn các bác nhá. Nếu đánh với loa JBL hết thuốc chữa. Cực hay, em giới thiệu lại là chạy mạch Class D size 1U, hàng chính hãng, thương hiệu của Đức, lắp ráp tại Made in Chile các bác nhá. Chiếc đẩy này được lắp ráp tại Chile. Chiếc đẩy này cũng lắp ráp tại Chile. Chiếc đẩy này cũng lắp ráp tại Chile các bác nhá. 11 triệu đồng. Tuyệt vời chưa? Tiếp theo, một con thứ hai các bác nhá. Đó là con CLBX mã số DS41800, con này 4 kênh nhân 1800W một kênh. Lôi trở 8 ôm vẫn bảo hành cho các bác của anh em 1 năm kể từ ngày mua các bác nhá. Giá 22 triệu đồng. 22 triệu các bác không nghe nhầm đâu nhá. Em chỉ có một con thôi ạ, không có con thứ hai. Đấy, con này lúc vừa em đang định mở lắp các bạn. Ok chưa? Em đang định mở lắp. Một chiếc đẩy chính hãng. Với chiếc đẩy này thì các bác có thể đánh thoải mái hai đôi súp kép hoặc hai đôi full đôi. Nói chung là mỗi một kênh của nó có thể đánh được một quả súp kép hoặc một quả full đôi các bác nhá. Còn các bác có thể đánh với loa full đơn thoải mái. Đẩy càng dư công suất càng hay các bác nhá. Ok chưa? Em bảo hành cho mọi người chọn đời đẩy CLBX là hàng chính hãng, không phải là hàng Trung Quốc đặt tên. Đó, bảo hành hàng chính hãng chọn đời. Đó, chứ không nhập nhèm về nguồn gốc xuất xứ các bác nhá. Hai em này thì lên kênh một cái này bán luôn rồi. Còn ba em này thì xem mà có bán luôn được không các bác nhá. Đó. Đây em giới thiệu con thứ ba nhá. À em xin lỗi, con này em báo giá chưa nhỉ? Hình như là con này em chưa báo giá xong nhỉ? CLBX DS41800 chạy mạch Class D, công suất sản sinh là 1800W một kênh, lội trở 8 ôm. Giá em xin chào bán là 22 triệu đồng các bác nhá. Bảo hành 1 năm 22 triệu đồng. Anh em có thể mua con này mới tinh, em vẫn đang có mới tinh trong hộp shop, em đang bán là 29 triệu 500 ngàn đồng các bác nhá. 29 triệu 500. Đó. Em tin chắc con này sẽ bán được ngay. Vì lý do là có nhiều các bác bảo là xem có ai chuyển đổi không để anh lấy một con. Đấy, nhưng em tin chắc con này sẽ bán được luôn. Đó, vì em lên kênh khẳng định con này bán được luôn này. Nhưng thực sự toàn thể các bác, từ trước nay chưa ai bán cả. Đấy, con này là bên phía công ty gửi về cho em các bác nhá. Bên phía công ty gửi về cho em, còn dân dùng thì chưa ai bán cả. Đấy, chưa ai bán con đẩy này. À quên, giới thiệu thêm một chút nữa, thôi nhưng hơi thật các bác nhá. Có nhiều anh em có nghĩa là nói như nào nhỉ? Cũng khó, thôi không dùng những cái từ nó quá là không hay đúng không ạ? Thôi em cứ nói đơn giản nhất này, có thể anh em chưa bao giờ dùng đúng không ạ? Chưa bao giờ dùng mà chưa bao giờ biết đến những con đẩy chạy mạch Class D, nhưng mà lúc nào cũng thao thao bất tuyệt rồi là đẩy Class D khó sửa đúng không ạ? Thực tế em muốn chia sẻ với các bác như này, mọi người mua mấy con đẩy Trung Quốc ấy, mấy con đẩy tàu khựa đấy, nó chạy cái mạch gì em không biết đúng không ạ? Có nghĩa là mạch Class D nhưng nó chạy như nào em không biết. Nhưng các bác mua đẩy CLBX nhà em hỏng gửi về cho em không phải nói chủ quan, thợ nhà em nó dám một mắt, nó mở một mắt, nó sửa đẩy này. Đấy, bởi vì nó đẩy hãng, nó có sơ đồ các bạn. Nó có sơ đồ mạch, nó có sơ đồ tổng thể. Đấy, nên là sửa cực dễ các bác nhá. Không bao giờ phải suy nghĩ. Ui. Tiếp theo, em chào bán một con đẩy đấy cho công ty các bác nhá. Em chào bán một con đẩy cho công ty. Con CLBX. Con này chạy mạch Class TD anh em nhé. TD. Đấy. Con này cho anh em đánh súp kép các bác nhá, hoặc là full đôi. Đẩy CLBX chạy mạch Class TD, một con mới tinh. Bảo hành cho anh em 1 năm. Đấy, bảo hành cho anh em 1 năm, đúng không ạ? Nguyên hộp xốp. Thì với con đẩy này thì em sẽ chào bán giá tốt nhất cho anh em nhé mọi người nhé. Giá tốt nhất và có một con duy nhất màu đen các bác nhé. Size 2U. Em giới thiệu là size 2U chạy mạch Class TD, đánh thoải mái như đôi súp kép hoặc như đôi full đôi. Giá cho chiếc đẩy này thì em luôn xin chào bán là 12 triệu đồng các bác nhé. 12 triệu đồng mới tinh. Mới tinh tinh tinh. Mọi người thấy hợp lý không ạ? Giá chỉ bằng một con đẩy tàu khựa thôi các bác nhá, bằng những con xe 84 tàu khựa.
hay là CA40, CA80, CA1 tỷ. Nói chung là mấy con CA mà anh em in tên, in mã đúng không ạ? Giá chỉ bằng những con CA ấy thôi. Nhưng chất lượng của nó thì nó vượt hoàn toàn luôn các bác nhá. Chất lượng vượt hoàn toàn, đó. Rất là hân hạnh được chào bán tới toàn thể các bác. Và em rất là vui khi được chào bán tới các anh em hiểu về những sản phẩm của CLBX các bác nhá. Trong video sau em xin phép là sẽ bán 3 chiếc đẩy. Cái phiên bản nói chung là size mỏng, công suất nhỏ, gần như là em tặng các bác nhá. Nếu nói về tặng đúng không ạ, thì anh em sẽ không hiểu được về giá trị của nó, nên là sẽ có một chút giá mềm mềm các bác nhá. Ví dụ như là 1-2 triệu thì các bác sẽ đã có những con đẩy CLBX. Những con đẩy đây là công ty chuyển về cho em, và để em giới thiệu để cho mọi người biết đến CLBX các bác nhá. Và nếu như mọi việc nó được hanh thông thì em sẽ có mặt tại công ty, đúng không ạ? Tổng công ty CLBX, quay cho toàn thể các bác về diện mạo công ty này, địa chỉ công ty này, đúng không ạ? Nhà xưởng của công ty này, để mọi người tham khảo nhé. Còn bây giờ chưa quay được, nhưng với những lời nói của em luôn là bảo hành cho các bác của anh em, CLBX chọn đời là hàng chính hãng các bác nhé, không phải hàng Trung Quốc đặt tên. Hàng chính hãng là gì? Đó là những thương hiệu lớn, ví dụ như B3 các bác nhé, B3 này. Ví dụ như JBL, đây JBL đây, đấy, nó chính hãng như những cái sản phẩm B3, JBL, Audio Center, DKDA King, Lexo các bác nhá. Đấy, Lexo này, Lexo hay là Tech các bác nhá. Đó, chứ không phải mấy cái hàng Trung Quốc đặt tên. Ok chưa? Đấy, Tech này, đúng không anh em? Đây, Tech là thương hiệu của Nhật này. DKDA King này, DKDA King là thương hiệu của Anh Quốc này, đúng không ạ? Pway này, đấy, thương hiệu xịn này, đấy, bảo hành chính hãng trọn đời các bạn. Đấy, ai chả biết Tech thương hiệu của Nhật, ai chả biết DK là thương hiệu của Anh Quốc, đúng không ạ? Đó, thương hiệu nó phải rõ ràng. Thương hiệu phải rõ ràng, chính hãng là nó phải là chính hãng, chứ ở thị trường giờ đang rất mập mờ. Đây, JBL hàng chính hãng đây, thương hiệu của Mỹ đây, đúng không ạ? Ok chưa? Cảm ơn các bác của anh em nhá. Hy vọng là mọi người sẽ gọi điện cho em thật sớm để sở hữu 3 chiếc đẩy này. Hy vọng mọi người sẽ sở hữu được chiếc đẩy này. Tất nhiên là không có quá nhiều, đúng không ạ? 2 chiếc này thì đã có chủ nhân cả rồi. Cảm ơn toàn thể các bác, em xin chào. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm đúng không ạ, những chiếc đẩy chính hãng CLBX, alo cho em qua các số máy trên tấm biển, hoặc đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng em. Những chiếc đẩy CLBX đánh với những đôi loa độ nhạy cao rất là hay, hay hơn cả đẩy Crown anh em nhá. Hay hơn đẩy Crown, em khẳng định luôn đấy, hay hơn đẩy Crown đó. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bác của mọi người ở một clip tiếp theo ạ.